xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Bây giờ là 6 giờ 40 phút. Ba Michael lại mời bà con cô bác lên xe để cùng với ba Michael đi dạo Sài Gòn tối ngày hôm nay. Thì tối ngày hôm nay thứ sáu nè bà con. Ba Michael cũng không hiểu là sao mà đông lắm bà con. Bên kia cũng đông, người dân người ta đi về quê cũng đông, mà bên tay phải này đổ ra Sài Gòn cũng đông luôn. Thì cái khu vực ba Michael đang đi là con đường này là con đường quốc lộ 1A. Hồi xưa nó là quốc lộ số 4 đó bà con. Cái nơi đây có cái cầu này người ta gọi là cầu Bình Điền nè. Trời đất ơi, bầu trời thì bà con có bác thấy không, trời nhá, nãy giờ ổng nhá quá trời luôn á. Sấm gầm sấm chớp, mà tối nay mà ba mẹ không đi quay phim là sáng mai bà con có bác là không có phim, cho nên thôi đi luôn. Bà con có bác thấy không, trời gầm sấm chớp quá trời. Gầm dữ lắm nha bà con. Cầu này là cầu Bình Điền nè. Hồi xưa cái cầu Bình Điền nó nằm bên tay trái bà con. Cái cầu này là cầu thứ hai. Mà cái cầu bên kia, cái cầu cũ giờ người ta cũng phá bỏ luôn rồi bà con. Xây cầu mới hết rồi. Bên tay trái này hồi đó là có cái hãng kho lương thực. Hồi đó bà con bác mà đi từ miền Tây lên Sài Gòn tới đây là nghe mùi nước mắm. Bên tay trái bà con bác có một cái hãng nước mắm Liên Thành đó bà con, cho nên đi tới đây là chắc chắn 100% là ai cũng sẽ đều nghe một cái mùi nước mắm. Rồi ở đây là người ta gọi là ngã ba Dương Đình Cúc nè bà con. Thì cái con đường này bên tay trái và mấy cò đó là cái con đường Dương Đình Cúc. Hồi xưa là để nó dẫn đình đi về cái bến phà Chợ Đệm đó bà con. Đi hẳn đây đó là đi về Chợ Đệm luôn á. Khi mà cái cây cầu Bình Điền này nè, mà khi mà nó hồi đó nó bị sập á, thì hầu như là các xe đò đều đi cái con đường Dương Đình Cúc này để đi phà Chợ Đệm qua bên kia sông. Mà ba Michael cũng chưa tìm được là tại sao cái ông Dương Đình Cúc này lại được đặt cái tên đường ở đây nha bà con. Ba Michael chưa tìm được lý do. Tại vì cái thông tin mà về ông Dương Đình Cúc này ở trên mạng nó cũng ít lắm. Chỉ biết rằng là ông này là nổi tiếng là vào thời vua Gia Long đó bà con. Mà vào thời vua Gia Long ông này lại nổi tiếng là vấn đề là coi như là ông nổi dậy chống lại triều đình nhà Nguyễn là thời vua Gia Long. Thì ông này như là dòng họ Dương Lâm ở như Thái Nguyên hay Bắc Giang vậy bà con, ba mươi gồm không nhớ rõ. Nhưng mà ở đâu ngoài đó đó, hình như là ở Thái Nguyên thì phải. Thì hồi đó là ông là người mà coi như là cắm cờ, coi như là khởi nghĩa mà chống lại triều đình nhà Nguyễn ở ngoài miền Bắc á. Và ba mẹ cũng chưa hiểu tại sao lý do gì lại chấm, chưa biết. Mà tại sao lại được đặt tên đường cũng chưa hiểu. Rồi tới đây là cái chỗ này người ta gọi đó là chợ Bờ Ngựa nè bà. Sấm gầm quá, tới đây ba mẹ còn thấy nó rắc mấy cái hồn rồi đó. Trời gầm dữ lắm nha bà con. Hy vọng là hôm giờ cũng cho ba mẹ cậu đi quay phim được nha. Đừng có bắt tắm mưa nữa nha. Hôm nay là nắng hôm nay nắng quá
trời nắng, sáng tự nhiên nó trời nắng quá trời nắng luôn. Mà con bác có tin không, sáng nay tự nhiên là trời nắng mà coi như là mới có 6 giờ trời nắng chang chang luôn. Nắng ghê hồn luôn á, tưởng mày tưởng giống như mùa hè vậy đó. À, chúng ta đang đi tới đây là chợ Bà Ngựa. Thì xin bảo mà đó. Thì xin ưa với bà con ông bác á, thì vòng vòng ở đây thì xin ưa bà con bác, hồi xưa toàn là ruộng lúa. À, tới đây là bà con bác là thấy ruộng mà hai bên là ruộng. Mà đó mà đi xe đò đi chỗ này là coi như là hai bên là ruộng, là xa xa là thấy mấy cái ngôi mộ nằm ở trong đám ruộng. À, đặc thù ở miền Tây mình là vậy nha bà con. Cứ giữa một cánh đồng ruộng bao la bát ngát, tự nhiên là chen lẫn vào đó là mấy cái ngôi mộ. Hồi xưa là người mà mất là họ chôn ngay tại nhà luôn. Bây giờ thì chắc chỉ đi ra miệt xa xa với Long An thì mới thấy thôi. Chứ còn đây là hết thấy rồi. Rồi tới đây là mình được gọi là Tân Kiên. Vùng này được gọi là Tân Kiên. À, sẵn tiện cái khúc này nó đang vắng vắng. À, để ba mày gồ kể cho bà con bác nghe cái tin tức sáng ngày hôm nay rất là chấn động luôn nè. Không biết bà con cô bác biết chưa, nên ơi bà con cô bác, tự nhiên ngày hôm nay cái đô la đảo chiều bà con. À, từ bữa giờ coi như là từ khi mà hồi mà cái Tây Dương Hâu ở Mỹ mà tuyên bố như thế nào không biết, đô coi như là tăng giá phùng phục luôn, đô tăng cao chưa từng thấy. Rồi cái tự nhiên cái sáng hôm nay tự nhiên đô bắt đầu quay đầu đảo chiều hết trơn luôn bà con. À, rồi khi mà đô đảo chiều thì bắt đầu là xin thưa bà con bác, nó kéo thêm một cái hệ lụy, đó là cái gì phải không, người dân đi bán đô. À, người dân bắt đầu đi bán đô bà con. À, ồ ạt bán đô ra. Rồi bên tay trái này của ba mấy cậu, đây là đường Trần Đại Nghĩa. Đường Trần Đại Nghĩa này là dẫn chúng ta đi đến khu công nghiệp Lê Minh Xuân đó bà con. Ông Trần Đại Nghĩa này là nổi tiếng vào thời kháng chiến chống Pháp đó bà con. Mà đặc biệt là ông Trần Đại Nghĩa này là có thể được gọi là ông tổ không nè. Cái đó bà mày gồ không biết, nhưng mà xin thưa bà con bác, ông Trần Đại Nghĩa này là ổng là một người sống ở bên Pháp đó bà con. À, và ông đã được Bác Hồ coi như là mời về, mời về nước để phụ với bác trong công cuộc mà kháng chiến chống Pháp đó bà con, và cuối cùng ông nhận lời ông về. Và cái tên thật của ông không phải là ông Trần Đại Nghĩa đâu bà con, tên Trần Đại Nghĩa này là do bác đặt cho ông á. Bởi vì sao? Bởi vì gia đình của ông á là gốc ở miền Nam nha bà con, cụ thể là dưới miền Tây á. À, rồi sau đó ông đi qua Pháp ông học, rồi ông sinh sống bên đó thì sau đó. Rồi thì khi mà ông theo bác về tới ngoài miền Bắc á để kháng chiến, thì ông nhận cái vai trò nhiệm vụ là nó giống như là nghiên cứu về vũ khí, nghiên cứu và chế tạo vũ khí đó. Ông là người nghiên cứu ra cái Pabloka đó để chống tăng á. Rồi thì khi mà ông theo bác về á, thì bà con bác biết khi thời điểm đó là coi như là Việt Nam mình lúc đó là có thực dân Pháp nè, rồi có đủ thứ thành phần trong đó. Nói chung là gia đình ông thì ở trong miền Nam. Chính vì lẽ đó cho nên là tránh sự ảnh hưởng tới gia đình đó, cho nên bác quyết định là thay tên đổi họ cho ông mà đặt tên là Trần Đại Nghĩa. Rồi chúng ta đang đi tới đây là con đường 771 đường Kinh Dương Vương. Ở đây người ta còn gọi đó là ngã tư An Lạc nè bà con. Đây là đường Hồ Học Lãm. Quẹo tay phải mình đi về Rạch Cát, quẹo tay trái mình ra xa lộ Đại Hàng. Bây giờ là quốc lộ 1. Thì
nãy giờ bà con bác nghe tin mà giá đô mà nó quay đầu nó đảo chiều chắc bà con của bác chắc lạ lắm ha. Nhưng mà xin thưa với bà con của bác, nếu mà bà con của bác mà gặp mà mấy cái tay mà chuyên gia về kinh tế đó, nghiên cứu về kinh tế thì cái chuyện mà giá đô mà kéo giảm xuống thì nó không có cái gì mà lạ hết bà con. À, cái chuyện này đã được dự báo trước và đi nằm trong cái kế hoạch của chính phủ luôn, cái mục đích của chính phủ luôn. Bởi vì sao, bữa giờ bà con bác thấy không, nhà nước coi như là đang ra một cái chính sách mà coi như là để hút tiền về mấy chục ngàn tỷ rồi đó bà con. Hút ra nhiều rồi thì hình như là mấy chục ngàn, ơi một trăm mấy chục ngàn tỷ đó chứ, một trăm mấy chục ngàn tỷ đó chứ không ít đâu, chứ phải mấy chục ngàn nữa, trăm mấy chục ngàn rồi. Thì cái hành động mà chính phủ hút tiền về này á, là chỉ mục đích duy nhất thôi là kéo giảm giá ngoại tệ đó bà con. Cho nên cái việc mà chính phủ mà hút về, hút mấy lần rồi đó, thì kéo giảm giá này là nó chỉ sớm hay muộn thôi. Và cái việc mà nhà nước hút tiền này về á, thì bao giờ nó dừng thì xin thưa bà con bác chưa biết nữa. Khi nào mà chính phủ đạt được cái mục tiêu của mình thì lúc đó mới dừng thôi. Năm 2022 á, chính phủ cũng hút tiền về bà con, rồi cuối cùng phải làm cho đảo chiều. Thì bà con bác có nhớ là năm 2022 là coi như là kéo theo cái vấn đề mà lãi suất nó tăng không? Lãi suất tiền gửi nó tăng. Thì không biết rằng năm nay đợt này coi như là với cái vấn đề mà hút tiền về như thế này là không biết á, chính phủ có để cho cái tình trạng mà lãi suất đảo chiều hay không. Tại vì hiện tại bây giờ mục đích của nhà nước á, là đang làm kéo giảm lãi suất nha bà con, để kích cầu, để kích cầu sản xuất. Nhưng mà nếu mà giống như 2022 mà coi như là để cho lãi suất mà nó thả nổi đồng tiền tệ mà coi như là để cho lãi suất nó lên lại thì cuối cùng là cái mục tiêu của chính phủ là cũng khó lắm nha bà con. Thì nói chung là về mà các cô chú bác mà nghiên cứu về kinh tế thì cái chuyện này là các bác nắm rành rồi đúng không? Tại vì hôm bữa giờ là cái Tây Diều Hâu Mỹ là cứ chống cái lạm phát đó bà con, và cuối cùng nó nâng lãi suất. Cái điều nói chung là cái nền kinh tế nó ngộ lắm, nó giống như cán cân vậy, bắt thằng này bỏ qua thằng kia, bỏ vô thằng này tăng lên thì kia giảm xuống, thằng kia giảm lên tăng xuống vậy đó. Vai trò điều hành kinh tế nó nhiều khi nó cũng mệt mỏi lắm nha bà con. Thì thằng Mỹ nó chơi kiểu đó, cuối cùng là để nó chống lạm phát cho nó, nhưng mà ảnh hưởng tới tất cả các nước xung quanh. Mà nhiều người nói rằng là tại sao mình không cứ để tự nhiên đi, nhà nước can thiệp vô làm gì. Xin thưa bà con quá, phải can thiệp chứ bà con, nền kinh tế này phải can thiệp vô á. Nhà nước phải, cho nên mới có nhà nước điều hành là vậy á. Bà con cô bác biết mà để mà thả nổi đồng đô á, và đồng đô mà nó tăng cao á, thì nó có hai cái mặt lợi và cũng nó có cái mặt lợi và mặt hại nha bà con. Tiền đô càng ngày càng tăng cao thì mình có lợi thế là gì? Mình xuất khẩu. Mình có lợi thế là xuất khẩu. Nhưng mà ngược lại, xuất khẩu mà được lợi thế thì nhập khẩu là mình bị bất lợi. Mà bà con cô bác biết Việt Nam mình đa phần là nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu. Mà xin thưa bà con cô bác, cho dù mình cái nền kinh tế của thế giới nó đang bị ảnh hưởng trầm trọng, thì bây giờ mình có lợi mặt xuất khẩu đi nữa, nhưng mà ở nước ngoài bà con có thấy không, ở bên châu Âu rồi chiến tranh Ukraine rồi tùm lum hết, người dân thắt chặt chi tiêu, thắt lưng buộc bụng, thì chưa chắc là xuất khẩu mình có lợi, nhưng mà nội cái nhập khẩu không là mình thấy mình bất lợi rồi. Mà nếu mà đồng điều hành khéo á, là bắt buộc là nhà nước phải sử dụng thêm một cái con ách chủ bài nữa, đó là lấy cái tiền mà dự trữ ngoại hối đem ra xài nha bà con. Cái đó là cái cuối cùng thôi. Cho nên mà Việt Nam mình là phụ nặng nề vào vấn đề nhập khẩu nhiều lắm. Rồi chưa kể nữa vấn đề mà nợ công nha bà con. Hồi xưa đi Việt Nam mình một đô la đổi 23.000. Xin thưa bà con, bây giờ một đô la đổi 24.000 mấy trăm thì tức hết. Nó nhiều lắm. Cứ một đô la mình tốn thêm ngàn mấy nữa, 10 đô la, mười mấy ngàn, trăm đô la. Wow, nhiều quá. Mà nợ công thì bà con cô bác biết, khi mà nợ công của chính phủ là nợ là số tiền nó khủng lắm bà con.
chứ đâu phải như mình có 100-200 đô đâu bà con. À, cứ mỗi lần mà tỷ suất tỷ lại suất mà nó chênh lệch nhau 100-200 đồng thôi là cả một vấn đề đó. À, chính vì lẽ đó cho nên bắt buộc phải nhà nước phải dùng cái gọi là tính phiếu ha, để hút cái tiền đó vô. Hút cái tiền nó vô thì đương nhiên là xin thưa bà con bác, nhà nước mà hút tiền vô thì lượng tiền Việt Nam đồng á ở trên thị trường nó không còn nhiều. Mà lượng tiền mà không còn nhiều thì đẩy đồng nghĩa là đẩy cái giá đồng Việt Nam mình lên, so với đồng đô thì nó kéo giảm đồng đô xuống. Đó, đó là nguyên tắc các bạn. Rồi thêm một phần nữa, bà con có bác không thấy hiện tại bây giờ tình hình ở các ngân hàng, bây giờ bà con bác thấy rõ ràng người dân bây giờ ào ạt gửi tiền trong ngân hàng, bây giờ lãi suất bao nhiêu người ta cũng gửi bà con đó. Bà con có để ý cái chuyện đó không, bây giờ lãi suất bao nhiêu cũng gửi á. Tại vì sao? Bây giờ thời buổi bây giờ là bất động sản cổ phiếu gì nó tanh bành hết trơn rồi đó. Bây giờ cái kênh mà để giữ tiền được ngon nhất đó là gửi ngân hàng, trong lúc người ta đang đắn đo, người ta đang lo để vấn đề trả lãi, trong khi mình có tiền để gửi ngân hàng mình có lãi là mừng rồi. À, có nghĩa là mình bảo toàn được cái đồng tiền của mình và mình còn có lãi là mình đã hay rồi. Bây giờ đem tiền ra sản xuất kinh doanh mà trong cái thời kỳ thắt lưng buộc bụng kiểu này thì chắc gì có lãi nhiều bằng gửi ngân hàng đâu. Mà gửi nhiều quá vô ngân hàng thì xin thưa bà con bác, ngân hàng nó bị bội thật. Mà tại sao người ta đã nói rằng tại sao ngân hàng không tìm cách gì đó để cho vay đi? À, xin thưa bà con bác, ai mà ngân hàng nào mà không muốn tìm cách cho vay? Bản chất của ngân hàng là gì? Lấy tiền người này sau đó cho đi cho người khác vay và lấy ở giữa trung gian lấy lời. Thì đương nhiên mà lấy tiền của anh vô mà tôi không đi ra nữa thì thôi là ôm xô, sao cái lãi suất đó ai chịu? Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ngân hàng bây giờ có dám cho vay không? Trong cái tình trạng là xin thưa bà con ông bác, cái người mà nhà sản xuất đó, đang tốt á, người ta đang co cụm lại. Trong cái thị trường bây giờ nó đang hỗn độn quá, người ta đang co cụm lại, người ta tiết giảm chi phí để người ta, nó gọi là cái gì ta, nó như là núp coi như là qua cái cơn bão này đi đó, thì người ta không dám vay. Cái người mà có đủ năng lực để vay thì nó lại không dám vay. Bà mưa rồi. Rồi trong khi mà những người mà nó muốn vay mà để vay trả nợ đó bà con, thì ngân hàng lại không dám cho nó vay. Ở nó vay nó trả nợ xong rồi bắt công nó phát sinh nợ xấu nữa là còn quá cha nữa. Thôi thà rằng ta không cho vay tao để đó. Chứ cho mày vay xong rồi mai mốt cái mày vỡ nợ rồi nó bắt đầu ngân hàng ôm nợ xấu à. À, cái chính vì cái lẽ đó thành thử ra là xin thưa với bà con cô bác là ngân hàng coi như là tồn động dư tiền nhiều lắm. Thì bây giờ nhà nước hút tiền vô làm sao? Thì ngân hàng nó phải đấu thầu bà con. À, đi đấu thầu để cho nhà nước vay tiền. Tại sao mà có nhiều người nói rằng á, ủa tại sao không cho người dân ngoài vay? Thì như ba mấy còn mới nói rồi. Ôi cha, ở trên nó đang mưa bà con. Mình quay đầu về. Này chi sấm chớp nãy giờ nó văng văng đùng đùng trên đó. Cho nên bà con có bác, cho người ngoài, cho doanh nghiệp vay không được thì bây giờ bắt buộc là cho được nhà nước vay là mừng lắm rồi đó. Tại vì sao? Cái kênh tín phiếu của nhà nước á, bữa nào ba mày rồi sẽ nói cho bà con bác hiểu về thêm về tín phiếu với trái phiếu ha. Nó cũng mặt bản chất nó cũng giống nhau á, đó là đi vay nợ đó. Nhưng mà cho nhà nước vay là cái điều đó là ngon lành nhất nha bà con. Nhưng mà bù ngược lại, cho nhà nước vay thì lãi suất không cao. Cho nhà nước vay là lãi suất không cao nha bà con. À, nhưng mà được cái là an toàn. Tức có nghĩa rằng các ngân hàng cho nhà nước vay tiền. Tại vì sao cái tín phiếu đó là qua không qua chính phủ, mà chính phủ là thông qua ngân hàng nhà nước để điều hành. À, vì bởi vậy khi mà cho chính phủ vay thì chắc chắn là 100% là an toàn rồi. À, sẽ không có lo bị mất mà lại có lãi nữa. Đó, vậy đó, được rồi. Cho nên là để cho nhà nước vay không phải là nhà nước
muốn cho là cho, nhà nước phải đấu thầu và anh phải bỏ cái lãi suất bao nhiêu. Và đương nhiên một điều rằng là lãi suất cho nhà nước vay là nó phải thấp hơn lãi suất liên ngân hàng nha bà con. Vậy giờ các cháu hỏi đặt ra, chắc bà con cô bác cũng sẽ hỏi bà Michael về lãi suất liên ngân hàng là gì. À, lãi suất thì nó có lãi suất nhiều lắm nha, ngân hàng nó có nhiều lãi suất lắm. Lãi suất cho người vay tiêu dùng nó khác, rồi lãi suất cho người vay mua bán sản xuất nó khác, rồi lãi suất liên ngân hàng nữa. Thì xin thưa bà con bác, lãi suất liên ngân hàng nó đơn giản lắm, nó gọi là liên ngân hàng là ngân hàng này nó vay ngân hàng kia thì đó gọi là liên ngân hàng, là giữa hai ngân hàng nó vay với nhau thì gọi là liên ngân hàng vậy thôi. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt tiên bà con bác đặt ra nữa cho bà Michael nè, ủa ngân hàng nó bản chất nó đã có tiền rồi, bây giờ nó còn đi vay ngân hàng để làm đất gì? Thấy khó chịu không bà con quá ha. À, về kinh tế nó nhiều cái đau đầu lắm. Xin thưa bà con cô bác, ngân hàng thì đồng nghĩa là ngân hàng có tiền rồi, chắc chắn rồi, tại vì ngân hàng nhận tiền của bà con mà. Nhưng vì một vấn đề gì đó A, B, C, D gì đó, không phải lúc nào ngân hàng cũng có tiền nha bà con. À, ví dụ ba mới gọi là ngân hàng, nhưng mà bây giờ chiều hôm nay hay là sáng hôm nay có một cái khách đại gia, một cái trong doanh nghiệp gì sản xuất, nó vốn nó muốn vay một cái số lượng tiền rất là lớn, thì bà con quá đừng có nói rằng ôi dân mình vay 200-300 triệu rồi 10 tỷ là chuyện bình thường. Cái đó là bình thường nha bà con. Nhưng mà cỡ đại gia như là Hoàng Anh Gia Lai nè, Vingroup nè, đó mấy cái tay đại gia thứ dữ bà con có thấy không, mỗi lần vay là tính cả 1000 tỷ nha bà con, chứ không phải tính vài 30 triệu, vài 300 triệu đâu. Đó, những tay đại gia đó vô thì đương nhiên tay đại gia đó thì tiền có đầu vô đầu ra, nói chung là cái vấn đề đó là nghiệp vụ ngân hàng mình không nói, nhưng đùng một cái cần một số tiền lớn họ đâu có đâu bà con, thế thì mới có chuyện mà ngân hàng vay ngân hàng á bà con đó. Thì cho nên mà ngân hàng mà vay ngân hàng thì đâu thể nào mà lấy cái lãi suất mà của hàng ông nội này mà cho vay cái kiểu mà tiêu dùng hay là cho vay nhà sản xuất được á. Anh đâu thể nào mà anh coi ngân hàng với ngân hàng vậy, cho nên anh phải lãi suất thấp hơn một chút. Đó có nghĩa rằng cái lãi suất anh định giá như thế nào anh vẫn có lời đó, nhưng mà anh thấp tôi xuống một chút. À, lời mà gọi là lợi ích á, thì cái đó là lãi suất liên ngân hàng. Rồi bà con có bác hiểu cái lãi suất liên ngân hàng rồi ha. Đó thì như vậy cho nên là lãi suất mà cho chính phủ vay là phải thấp hơn cái lãi suất đó. Hồi nãy giờ nói chuyện về kinh tế không mà giờ mình quay về đường phố đi bà con. Không biết bà con của bác có muốn nghe ba Michael, nói chung là ba Michael tùy hứng chứ bà con. Bà con quá muốn cái chuyện gì ba Michael kể cho bà con bác nghe cũng được. Bà con của bác thích nghe ba Michael kể chuyện thì bà con của bác cứ bấm nút subscribe kênh ủng hộ ba Michael. Được cho ba Michael cái một like để ba Michael có thêm động lực. Thì như ba Michael chia sẻ với bà con của bác á, bắt đầu từ bây giờ là những video này là ba Michael đang xây dựng kênh. Thì ba Michael xây dựng kênh là ba Michael chắc chắn một điều rằng là ba Michael đang cần khán giả. Mà đang cần khán giả thì ba Michael phải chút vào những cái video của ba Michael là nó phải nội dung như thế nào, nó có giá trị gì hay không. Để ba Michael kéo. Chứ cái kênh mà không có cái gì hay, không có gì hấp dẫn hết thì làm sao mà ba Michael lôi kéo được khách giả vô. Thì những cái lúc mà ba Michael cái view mà đang thấp vậy nè, đó là những cái là toàn là view chất lượng. Và thứ hai nữa, ba Michael cũng thoải mái lắm rồi. Khi mà view thấp á, ba Michael chia sẻ, ba Michael tự nhiên lắm. Ba Michael không có bị ràng buộc bởi những cái lời nói của mình, tại vì có ai xem đâu mà sợ. Còn khi mà video mà lên cái 100, cái ngàn view, cái 10.000 view, lúc đó ba Michael làm video ba Michael sợ lắm. Rồi về nhà làm xin xong rồi cũng phải nghe lại lời của mình. Mà bà con có bác biết không, làm video á, là ba Michael nói theo cái kiểu cảm xúc, nghe lại lời nói của mình thấy mệt lắm. Nghe không hiểu bà con bác xem phim ba Michael có bị buồn ngủ không, chứ ba Michael xem phim của ba Michael là ba Michael nằm ngủ hoài luôn á. Cãi cái lời của mình nói thì mình nghe lại nó kỳ kỳ á. Rồi ở đây là nhà thờ Thánh Paulo rồi, ở khu này thì nó không có mưa, mà ở ngoài Sài Gòn kia nó đang mưa.
thành thử ra giờ bà con bác cùng với ba Michael đi dạo ở đây. À, đây là cái phố ẩm thực luôn nè bà con. Ủa cha, phố ẩm thực này mà lỡ mà nó mưa rồi sao ta? Nó mưa rồi nó chạy đâu ta? Ừ. Khu này hồi xưa nó toàn là ruộng không nha bà con. Hàng vú heo đó nè. Trăm chín chín nè, khủng khiếp luôn bà con. Bây giờ là cái khu này là bán buffet la quá trời, mà buffet giá rẻ không mà bà con, 139, 199 bao ăn thịt nướng thả ga luôn, tôm chua mà nhảy nhóc 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 ghê luôn nha bà con. Rồi khu này vú heo nè bà con, coi nè bà con, coi người ta ăn vú heo nè bà con đó. Bà con hôm qua thấy người ta thích ăn vú heo không? À, đây là quán nhậu ha. Hôm nay dẫn bà con cô bác đi khám phá quán nhậu. Con đường này là con đường cuối đường Vành Đai Trong nè bà con. Ngày cuối tuần thứ bảy mà tự nhiên trời mưa bà con, chịu nổi không? À, đây là những quán thịt nướng nè, nhậu á. Có phần tấm lòng xuyên nè, chắc ba mày còn phải chạy ngược về hướng Bình Chánh nha bà con. Oh, quán nhậu quá trời nè bà con, quá hay chưa. Oh, quán ốc Tư Hằng, trời ơi quá trời luôn. À, quẹo đây ra đường tỉnh lộ 10 nè. Cuối tuần tối nay tính dẫn bà con bắt ra trung tâm chơi ha, mà không được rồi. Ui cha ơi, trời mưa mà đằng kia nó đang kẹt xe kìa bà con, làm gì mà kẹt xe dữ ghê. Mưa mà cũng kẹt xe nữa. Tối này chắc mưa lớn á mẹ, thấy nó chấm chớp quá trời luôn.
bác thấy cảnh người dân người ta đi ăn á cuối tuần. Ôi mưa rồi. Ở đây nó cũng mưa luôn, vậy là chạy về Bình Chánh cũng vậy à. Vậy là bắt đầu nó vô mưa rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Vô siêu thị, vô siêu thị. Vậy ba mày còn chạy vô siêu thị tên lửa nha bà con. Ơi siêu thị ai không? Chết rồi bây giờ. Vô siêu thị cũng không được đó nha. Không lẽ tắm mưa vô. Tắm mưa vô siêu thị là nó lạnh lắm. Chắc lấy áo mưa mặc đi. Mưa nào em mặc đi ba chùm. Cũng được, ba mặc cái ba đâu có quay phim được. Rồi giờ chạy vô siêu thị nha bà con. Mấy bữa nay ba mẹ gồ bị bệnh quá trời luôn mà giờ nó còn bị mưa cái này nữa. Che cái quần ba dưới nè. Ôi ông trời này. Thôi vậy để ba mẹ gồ vô siêu thị quay cho bà con cô bác. Dẫn bà con cô bác đi siêu thị nha. Con đường này đường tên lửa nè. Cái bột chiên này vô cái nó khó tiêu quá. Chắc lát nữa vô siêu thị kiếm mấy nước gì uống á. Chắc uống soda. Để lát nữa vô siêu thị lấy xe đẩy luôn đi coi mua cái gì không mua. Mua nhiều quá lát nữa mưa gió rồi sao về. Kệ thì che đỡ thôi. Che cái đùi vậy. Thì chắc ba mày gọi ra đường tên lửa nè, đường này là trục đường lớn của Bình Tân nè bà con. Rồi Vũng Đậu mặt dân khoa cũng đông dữ nha. Rồi con đường này là con đường tên lửa đó bà con. Một người lớn rồi thôi. Thôi ba mấy cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.